Trong bóng đá đã có không ít những cặp bài chủng vươn tầm đẳng cấp thế giới ở khu vực giữa sân. Cùng nhau họ đã thổi vào nguồn cảm hứng trong lối chơi của cả đội, qua đó tạo ra tác động rõ nét đến thành bại của cả đội bóng. Thực tế, ít có cặp tiền vệ nào lại mang đến sự tương phản như Pirlo và Gattuso. Nếu từng bước di chuyển, từng bước truyền gây mê mẩn và Andrea Pirlo là một tác phẩm nghệ thuật trên sân cỏ, tác phẩm đó được làm nền trên chính sự gai góc và khả năng hoạt động không ngừng nghỉ của Gennaro Gattuso, hay còn gọi là Gino Gattuso. Trong suốt hơn một thập kỷ, hàng tấn công của AC Milan luôn được trang hoàng một cách rực rỡ, từng chân sút vĩ đại đã bước đến và tỏa sáng. Song tất cả cũng là nhờ những đóng góp to lớn ở khu vực sân khấu trung tâm, nơi Pirlo đóng vai linh hồn, còn Gattuso thì chẳng khác gì trái tim của đội bóng. Đằng sau mỗi đường bóng đầy tính sáng tạo của Pirlo chính là hình ảnh của một Gattuso cực lực dọn dẹp khoảng trống trước đó. Đằng sau mỗi đường truyền dài, những tình huống chuyển đổi trạng thái một cách sắc nét thì cũng chính là mỗi lần tê giác, Gennaro Gattuso hùng hục đòi lại quyền kiểm soát. Hay đơn giản là đằng sau mỗi tình huống sút phạt để mê mẩn, các cổng viên của AC Milan trước đó cũng rất dễ bắt gặp một Gattuso quát tháo vào mặt đối thủ và ra sức gây sức ép lên trọng tài. Nói không ngoa, hình ảnh hào hoa mà Pirlo trình diễn lên thế giới bóng đá có công kiến tạo không nhỏ từ chiến binh thầm lặng Gattuso. Cùng nhau, cả hai đã gặt hái những danh hiệu cao quý nhất của đời cầu thủ, bao gồm một World Cup, 2 Champions League, một FIFA Club World Cup, 2 UEFA Super Club, 2 Scudetto, 1 Coppa Italia và 2 Super Coppa Italia. Gennaro Gattuso bắt đầu sự nghiệp tại Perugia, nhưng chuyển đến đầu quân cho Glasgow Rangers của Scotland ở tuổi 19. Một năm sau, anh trở lại Serie A để đầu quân cho Salernitana với mức phí 4 triệu bảng Anh. Mùa giải 98-99 chính là thời điểm tiền vệ người Italia được bước ra ánh sáng. Mặc dù Salernitana xuống hạng vào cuối mùa giải, nhưng màn trình diễn ấn tượng của anh đã thuyết phục thành công bộ phận tuyển trạch của AC Milan, qua đó chuyển đến San Siro với mức giá 8 triệu bảng. Từng bước phát triển của Gattuso tương đối chậm nhưng lại rất chắc chắn. Không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Arrigo Sacchi hay là Fatih Terim, nhưng bước ngoặt để Gattuso trở thành lựa chọn hàng đầu ở khu vực giữa sân bắt đầu từ sự xuất hiện của Carlo Ancelotti vào năm 2002. Tại Milan, Ancelotti chỉ mất một chút thời gian để tìm ra đội hình và cách vận hành chiến thuật phù hợp nhất với dàn hảo thủ đang có trong tay. Pirlo được chuyển xuống vai trò tiền vệ lùi sâu kiến thiết, bao bọc cho anh là sự toàn diện của Clarence Seedorf và chất thép của Gennaro Gattuso. Cùng với Pirlo, Seedorf, Rui Costa hay sau này là Kaká, Gattuso đã tạo nên một trong những hàng tiền vệ được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, biệt danh Rino của anh cũng xuất hiện từ đây. Ngay trong mùa giải 2002-2003, Gattuso đã đóng vai trò quan trọng cho chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Juventus trên loạt luân lưu căng não. Chỉ mất 2 năm sau đó, AC Milan và Gattuso tiếp tục bước vào một trận chung kết khác ở giải đấu danh giá nhất lục địa giả tại Istanbul. Tuy nhiên, đó là trận chung kết mà họ phải làm nền cho một đêm huyền thoại của Liverpool. Đáng buồn hơn, chính Gattuso là người phạm lỗi với Steven Gerrard trong vòng cấm để Xabi Alonso thực hiện thành công quả phá đền, đưa tỷ số trận đấu về thế cân bằng. Khoảnh khắc mà AC Milan gục ngã tại Istanbul, tiền vệ sinh năm 1978 như chết lặng. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà anh biết bản thân nợ những người hâm mộ, nợ đội bóng này một chức vô địch. Như một định mệnh, một hành trình 2 năm khác đã đưa Milan gặp lại chính Liverpool trong trận chung kết Champions League đầy duyên nợ. Nỗi ám ảnh Istanbul 2 năm trước chính là động lực để các chiến binh áo trắng phục thủ thành công The Cop với tỷ số 2-1, có đó đánh dấu chức vô địch lần thứ 7 trong lịch sử câu lạc bộ. Ở trong hành trình lịch sử ấy, Gattuso đã có trận đấu hay nhất sự nghiệp trước Man United đang bước vào giai đoạn đỉnh cao. Chính sự năng nổ và hiệu quả trong khâu tranh chấp của Gattuso đã vô hiệu hóa hoàn toàn hàng tiền vệ của Man United, có đó giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 ngay tại San Siro. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thậm chí sự cộng hưởng giữa Gattuso và Pirlo còn mang đến sự khác biệt rõ nét hơn. Đỉnh cao là chức vô địch World Cup của Italia vào năm 2006. Trong tay của Marcello Lippi, Gattuso xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của FIFA và đứng đầu bảng xếp hạng về số đường truyền thành công cùng số lần đánh chặn. Cả trong và ngoài sân cỏ, Gattuso mùa giải năm đó toát lên hình mẫu của một chiến binh mà Azzurri cần. Một vẻ ngoài gai góc và bụi bặm với bộ râu đậm chất Italia, một trái tim nhiệt huyết luôn bùng cháy trên thảm cỏ và một ông chủ phòng thay đồ thực thụ. Trong suốt kỳ World Cup năm ấy, Gattuso đã đề cập đến sự cần thiết của việc dập tắt các thói ăn chơi sa đọa của những người đồng đội để nâng cao tinh thần thi đấu như một tập thể. Dù vậy, tài năng của Gattuso cũng không ít lần bị phủ nhận hoặc đánh giá thấp.
Joe Jordan và nhiều người khác cho rằng Gattuso còn lâu mới bắt kịp Pirlo về mặt kỹ thuật. Theo The Football Times, ngay cả quyển truyện cá nhân của Andrea Pirlo năm 2014 đã có sự khinh thường trong một cách dí dỏm về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy thi đấu của tê giác Gattuso. Dẫu vậy, động lực và quyết tâm của Gattuso là thứ chưa bao giờ bị nghi ngờ. Minh chứng rõ nét nhất là trận đấu với Crotone thuộc khuôn khổ Serie A vào tháng 12 năm 2008. Các cổ động viên đã chứng kiến Gattuso đau đớn ngã xuống đất, ôm lấy mắt cá chân. Sau vài phút nhăn nhó điều trị trên sân, Gattuso lập tức trở lại và ấn định chiến thắng 1-0 cho AC Milan. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó, tiền vệ này không bị chuẩn đoán đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải, thứ khiến anh phải tạm rời xa sân cỏ trong 5 tháng sau đó. Đó không phải là chấn thương kinh hoàng duy nhất mà tiền vệ sinh năm 1978 gặp phải. Ở mùa giải 2011-2012, mùa giải cuối cùng của Gattuso trong màu áo AC Milan, người ta thấy anh nhăn nhó bị thay ra sau pha va chạm với Nesta ở tình huống hết sức khó hiểu trong trận đấu với Lazio. Các xét nghiệm sau đó xác nhận anh bị liệt dây thần kinh thứ 6, một chứng rối loạn hiếm gặp ở thị giác và những ảnh hưởng của nó có tác động trực tiếp đến khả năng thi đấu của anh. Đó cũng là hồi chuông báo hiệu rằng cơ thể ở độ tuổi 34 của anh đã dần đi đến giới hạn. Gattuso sau đó thừa nhận 20 phút với Lazio là một cơn ác mộng thật sự. Tôi đã cảm thấy say sẩm. Tôi có thể thấy Zlatan Ibrahimovic đang ở 4 vị trí khác nhau ở trên sân. Thật không may luôn có giọng nói trong đầu rằng tôi phải gồng mình tiếp tục cho đến khi va phải vào Nesta, tôi mới có lý do chính đáng để dừng lại. Trong cuộc sống chẳng có gì tồn tại mãi mãi và trang sự nghiệp của Gattuso tại San Siro cũng thế. Sau khi đoạt chức vô địch mùa giải 2010-2011, Pirlo xác nhận chơi trận cuối cùng cho AC Milan thì cũng chỉ một năm sau đó đến lượt Gattuso thông báo chia tay để lên đường đến FC Sion của Thụy Sĩ vào năm 2012. Kết thúc hành trình 14 năm rực rỡ tại gã khổng lồ nước Ý, đến những ngày cuối cùng trong sự nghiệp của mình, Gattuso vẫn đứng giữa làn danh của chiến binh sân cỏ và gã đổ tể. Nhiều người vẫn không thể xác định rằng anh là người làm nền vĩ đại cho một Andrea Pirlo xuất chúng, hay chính tài năng của Pirlo đã che lấp đi những điểm yếu của Gattuso. Ngay cả bản thân anh cũng khiêm tốn thừa nhận khi được so sánh với Pirlo. Đừng nhầm lẫn giữa sô-cô-la và rác thải, khi nhìn cậu ấy thi đấu tôi muốn đổi nghề cho rồi. Chẳng ai biết rõ tài năng của cậu ấy như tôi đâu. Tôi và Pirlo đã ở cạnh nhau suốt 20 năm trời và mọi nhiệm vụ khó khăn đều qua chân của cậu ấy. Điều đó mang đến cho tôi sự tự tin và chắc chắn. Tôi chỉ đơn giản là biết mình cần làm gì, còn lại Pirlo lo liệu hết. Vì vậy đương nhiên Pirlo đã gánh vác cho tôi nhiều hơn là những gì tôi có thể giúp đỡ cậu ấy. Cho dù không phải ai cũng nhìn nhận những tài năng và đóng góp của Gattuso, nhưng cũng không ai dám phủ nhận rằng anh đã góp phần mang lại những di sản khổng lồ trong phòng truyền thống của AC Milan và đội tuyển Ý. 543 trận đấu cùng hàng loạt danh hiệu cao quý cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm về tất cả những gì mà anh đã cống hiến. Không cần quá hào nhoáng, anh đơn giản chỉ là thổi lên tinh thần thi đấu của một chiến binh máu lửa, hình mẫu của một người công nhân vĩ đại trên sân cỏ, Gennaro Gattuso.